Xin chào mọi người, dạo này cứ nghe thiên hạ bảo trình tráp của mấy chị hiện nay đỉnh lắm Nên mình cũng hơi lo sợ, mình cũng là thanh niên 25 tuổi rồi Nhưng mà chuyện tình cảm còn khờ lắm, thế nên là cũng muốn hẹn hò Mà sợ bị lừa vãi ra ấy. nhưng sợ mãi thì làm được gì chứ Chỉ tổ thêm ế thôi, nên mình mạnh dạn hẹn hò qua app rồi đó Rồi nhanh chóng làm quen được một bé Em là sinh viên năm cuối, em ở quận 2, còn mình ở quận 1 Cách nhau tầm 30 phút đi xe thôi thì hai đứa cũng nói chuyện vu vơ đâu hơn tháng em cũng nhiều lần rủ mình đi xem phim cà phê này nọ nhưng nó tánh mình cẩn thận làm việc gì cũng phải kỹ càng suy trước tính sau thì mới quyết định nên là chuyện hẹn hò với một người xa lạ mình càng cẩn thận hơn nữa thế rồi mình và em cứ nhắn tin quan tâm hỏi han qua lại suốt 6 tháng trời mà vẫn chưa chịu gặp nhau. Lắm lúc em còn hỏi bài mình rồi FaceTime này nọ nữa cơ. Nên mình cũng bắt đầu yên tâm, bớt đề phòng rủi ro tí xíu. Hôm đó là một sáng chủ nhật nắng ấm. Mình ra sân chơi với mấy chú mèo hàng xóm thì có chụp ảnh và đăng story. Mình là người kiểu nhẹ nhàng nên rất thích loài động vật thông minh này. Thấy mình đăng ảnh dễ thương thì em mới rep story mình bảo. Ơ, mèo cưng quá, em cũng có nuôi một bé nè. Hôm nào sang nhà em, em cho anh đựng ké nha Thật sự là mình bị thao túng tâm lý khúc này giả mang luôn mọi người Như tìm được người có cùng sở thích Nên cái cảm giác nó đã đã lắm Nói chung là khúc này bắt đầu lung lay rồi Thế rồi thời cơ đến hôm đó Sài Gòn mưa Mà gia đình em thì về quê cả rồi Nên em nhắn tin cho mình bảo Bé mèo em hôm nay bệnh Anh sang nửng nó tí được không Mình nghe tới bé mèo bệnh thì hoang mang lạ lùng mọi người Kiểu là thương động vật ý Thế nên là mình mua thuốc như em bảo rồi lái xe vượt mưa tích tắc đến nhà em luôn. Đến nơi thì mình hỏi liền là mèo đâu em, anh muốn xem nó thế nào. Em mới bảo là vừa cho nó uống thuốc nên bé ngủ rồi, để bé được yên vì bé mới bị ói. Em nói đến đâu thì mình thấy hợp lý đến đấy nên mình tin sái cổ luôn. Thề lần đầu đến nhà gái nên là ngưỡng khủng khiếp luôn mấy ông ơi. Rồi em dẫn mình lên phòng em vì em bảo vào phòng em đi, có cái cửa sổ nhìn ngắm mưa thích lắm Mình lon to nghe theo em lên phòng luôn mấy cha Em lịch sự rót tí rượu vang cho mình dùng nữa chứ Em lại bảo Mưa lạnh anh uống tí cho ấm người Thế nãy giờ em nói cái gì Mình cũng thấy hợp lý cả nha Biết dẫn người ta ghê luôn á trời Rồi uống có tí mà người mình cứ nóng lên rần rần Em còn khéo léo bật nhạc lâu phi thất tình lên rồi đó Má khúc này vừa nghe nhạc Vừa uống rượu ngoài trời thì đang mưa Nên người nó lân lân khủng khiếp À quên kể thì em ở ngoài xinh hơn trên ảnh nhiều lắm Cái dáng lo ly của em nhìn mà cưng không chịu nổi Tóc em dài rồi thắt chiếc biếm lơi lơi nữa Phải công nhận em không khác gì tiểu thư luôn ý Đoạn mưa tạnh đường xá hoang đảng hơn Thì mình định chào tạm biệt em rồi về Thì em bảo ơ à, anh không định nựng bé mèo à Mình ngạc nhiên hỏi lại Em nói bé ngủ mà nên là anh không muốn quấy rầy Đến đây thì em nắm tay mình kiểu đung đưa qua lại Rồi giận dỗi bảo Anh khờ thật hay là giả bộ vậy Em lấy cớ đen sang thăm em Chứ có mèo nào mà bệnh Em bệnh đây này Nói rồi mình chưa kịp trả lời Em kiển chân lên cao Rồi đặt nụ hôn ướt ác lên môi mình Thề khúc này mình chết chân luôn á Rồi mình cũng chiều theo ý em nựng con mèo bé nhỏ để tận mấy tiếng đồng hồ. Đêm bên ngoài Sài Gòn đã ngớt mưa, ôm em trong vòng tay mình siết chặt bảo, em đừng lừa dối anh nha, anh sợ bị bỏ lắm. Em cười toe rồi rồi lại dán chiếc môi xinh bé xíu vào môi mình và rồi chúng mình lại quấn chặt suốt đêm hôm đó. Bồ ai không quan trọng, quan trọng là mình phải có bản lĩnh đập chậu cướp hoa, cái gì không phải của mình thì mình phải giành giật đến khi nói là của mình thì thôi. Mấy ông nhớ nằm lòng cái châm ngôn này cho tôi nha. Chứ thời buổi này mà hiền là khó có bồ lắm. Xin chào mọi người, mình tên Hùng, 25 tuổi, đang kinh doanh nhà hàng. Chuyện là mình có thằng bạn thân từ hồi đại học tên Đạt. Nhà nó ở dưới quê, không khá giả là bao nên nó ở trên này vừa học vừa làm, mình thấy nó tốt tính lại có chí cầu tiến nên thích chơi chung, thỉnh thoảng còn cho nó tiền trả tiền trọ, đến khi tốt nghiệp cũng giới thiệu cho nó công việc ở chỗ anh họ mình, vì giúp đỡ nó nhiều vậy nên nó biết ơn mình lắm, dường như có chuyện gì nó cũng kể mình nghe và rất tin tưởng vào thằng bạn thân như mình, cho đến hai tháng trước nó khoe với mình là nó có người yêu, nó quen được ẻm trên Tinder tên Linh, 22 tuổi mới tốt nghiệp ra trường. Thấy nó gửi hình khoe khoang là em này xinh xẻo lắm Là dễ thương hoặc bác nữa Nó với em yêu nhau cũng được 4 tháng rồi Mình thì không tin lắm mấy cái profile trên Tinder Với lại nhìn người yêu nó xinh quá Nên mình cũng nghi là ảo Xong nó cũng cười bảo với mình là nó gặp em ở ngoài được vài lần rồi Xin thiệt đó Lại còn ba vòng chuẩn chỉnh sang xịn miệng nữa Thì mình cũng nghe nó khoe vậy thôi Chứ cũng không để ý Cho đến khi nó bảo với mình là Ê, cuối tuần này tao muốn mời Linh đi ăn một bữa hoành tráng Mừng nghẽm tìm được công việc Hay là tao dắt qua nhà hàng mày ăn nha Nhớ giảm giá cho tao nha mày Đây, đây, drama bắt đầu từ đây nè trời Mình đồng ý bảo nó dẫn người yêu quan đi Mình giảm cho nửa giá Đến hôm đó nó dắt em Linh của nó theo thật mình nói không điêu chứ lúc vừa nhìn thấy Linh Mình như bị thôi miên á Em vừa trắng vừa xinh lại còn cao ráo nữa Em mặc váy trắng ôm sát body Xóa tóc một bên nhìn quyến rũ lắm luôn Bảo sao thằng bạn mình mê như điếu đổ Thằng Đạt cũng giới thiệu mình với người yêu nó Rồi bảo đây là nhà hàng của mình mở Mà lúc này mình cứ bị Linh thu hút Em cúi đầu chào mình rồi cười một nụ cười tỏa nắng Lát sau cả hai mời mình ngồi ăn chung Sẵn tiện làm quen để sau đỡ bỡ ngỡ Mình cũng bảo là lần đầu làm quen Nên mình mời cả nhà bữa ăn hôm nay Ăn xong mình ngỏ ý chờ cả hai về luôn, mà đường đi thì đến trọ của thằng Đạt trước nên mình thả nó xuống trước, xong lại tiếp tục chở Linh về. Trên đường đi mình cũng tranh thủ hỏi Linh vài câu xã giao, biết em cũng tốt nghiệp ngành nhà hàng khách sạn thì mình cũng xin info, bảo em cần gì thì mình chỉ kinh nghiệm cho. Từ hôm đó thỉnh thoảng Linh inbox cho mình, dù chỉ là hỏi han về công việc thôi, nhưng mà mình vui lắm. Em cũng than là công việc của em dạo này không suôn sẻ nên stress lắm. Mình nghe vậy thì nhanh trí mời em về chỗ của mình làm. Ban đầu em ngại rồi nói để em hỏi ý kiến thằng Đạt. Thế là mình gọi điện nói với Đạt luôn, bảo nó yên tâm, mình sẽ nâng đỡ người yêu nó. Thằng Đạt tin tưởng mình nên cũng đồng ý gửi gắm Linh cho mình. Vốn là mình chỉ định giúp đỡ Linh thôi, nhưng mà làm việc chung lại thấy em có trách nhiệm với công việc, lại chịu khó nữa, làm mình cứ mê em không dứt được. Lửa gần trơm lâu ngày cũng bén, mình yêu Linh. Mà Linh dường như cũng biết chuyện này, em vẫn nhận sự quan tâm của mình chứ không hề né tránh mình vẫn hỗ trợ em trong công việc, lễ lộc cũng tặng quà dưới danh nghĩa bạn bè. cho đến tháng trước em tâm sự với mình là cãi nhau với thằng Đạt. Thằng bạn mình đòi đưa Linh về ra mắt gia đình để cuối năm cưới. Trong khi Linh thì thấy nó chưa có sự nghiệp gì nên muốn nó phấn đấu hơn. Chứ giờ cưới nhau cũng chỉ ở trọ, lương tháng 10 triệu thì thấm vào đâu được. Thằng Đạt nghe xong tự ái cho là Linh chê nó nghèo nên giận rồi chiến tranh lạnh. Linh thì không chịu nổi cái tính sĩ diện của nó nên đề nghị chia tay mà nó chưa chịu má tự nhiên mình nổi lên suy nghĩ, đập chậu cướp hoa. Thế là trong suốt khoảng thời gian Linh với thằng Đạt giận nhau, mình nó là thằng chở Linh đi chơi, an ủi Linh, còn ra sức mua quà dỗ dành nẻm. Con gái mà, những lúc yếu đuối chỉ cần một bờ vai thôi. Thêm mình ga lăng tinh tế lại có điều kiện nữa. Đồ mình tặng em toàn là hàng hiệu, nên em cũng mê. Rồi tuần trước mình chở em đi xem phim xong, thì mình cũng tỏ tình. Anh thích em lâu rồi, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đưa em về ra mắt gia đình. Nhà anh không thiếu xính lễ, anh có thể cho em mọi thứ từ vật chất đến tình cảm Em đồng ý làm người yêu anh nha Linh ban đầu hơi khó xử Nhưng lát sau cũng bị mình thuyết phục Tụi mình vừa xác nhận quan hệ được một tuần Thằng Đạt biết chuyện thì sốc lắm Còn tìm tới nhà hàng quậy mình cơ Bảo mình là tồi này nọ Nhưng mình thấy mình chả sai chỗ nào cả Thời buổi này rồi Giật chồng giật vợ còn được chứ huống gì là người yêu Phụ nữ thông minh thì chọn người vừa có tiền vừa có tình Chứ như thằng Đạt vừa nghèo vừa sĩ thì trách ai Thôi, bồ mày giờ thành bồ tao rồi, để tao lo cho Linh thì tốt hơn, vậy nha. Để kỷ niệm 50 năm thành lập trường, trường mình đã tổ chức hàng loạt các sự kiện trong đó có cuộc thi cấp bộ thanh xuân vườn trường mỗi lớp bắt buộc cử một cặp đại diện qua các phòng thi để tìm ra cặp đẹp đôi nhất trường sơ qua lớp mình là lớp khối đê chỉ có vỏn vẹn duy nhất bốn thằng con trai trong lớp cũng chỉ có một cặp yêu nhau nhưng vừa mới chia tay lớp mình đành chọn một nam một nữ trong lớp giả vờ yêu nhau để đi thi và mình khánh ly hoa khôi của lớp kim luôn lớp phó văn thể mỹ không thể trốn tránh trọng trách này nhưng mà nam thì biết chọn ai đây Đấy, lớp có bốn thằng, một thằng vừa chia tay, một thằng có người yêu lớp khác. Một thằng lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở ôn thi, còn một thằng thì thiếu nghiêm túc vô duyên mà tưởng mình hài hước. Đang chuẩn bị bỏ phiếu kín thì thằng Lâm xung phong tham gia vụ này. Tính nó lúc nào cũng nhây với nhoi, hay thiếu nghiêm túc đùa vô duyên, mình chẳng có thí cảm tình nào với nó. Nhưng thôi, vì sự nghiệp chung của lớp nên đành chấp nhận. Vòng 1 là vòng ảnh online các cặp sẽ chụp và post một bức ảnh lên page của toàn trường. Tổng điểm được tính bằng số lượt like, share. Buổi chụp ảnh hai đứa chụp hết mình, mà ảnh hết hồn, nhìn ảnh trông hết sức là giả trân. Tụi bạn bảo hai đứa phải giả vờ yêu nhau, xương hô tớ cậu cho tình cảm lên đi. Thế là mình với Lâm dành cả ngày Chủ nhật để đi dạo, đi ăn, đi xem phim. Nhưng mà tình cảm lại đi xuống, Chọn món ăn rồi chọn phim mỗi đứa một ý, nên cãi nhau ôm sờm, hóng má nào chịu thua má nào. Thế là bọn mình quyết định, lấy luôn ảnh cũ, đến đâu thì đến. Nghe đồn thằng Lâm đi net hay đi bia, nó cũng gửi link nhờ bạn lai like hộ. Kết quả tụi mình đứng 10 trên 10 đội, được vào chung kết. Vòng chung kết gồm hai phần, cấp bộ ăn ý và cấp bộ tài năng. Về phần thử độ hiểu nhau, mình soạn sẵn một list dài 5 trang A4 bắt thằng Lâm học thuộc thằng Lâm ngán ngẩm, đờ mờ, ngày thường còn éo bao giờ học bài, giờ học hết đống này có mà điên à. Ngày nào truy bài hai đứa cũng bị cả lớp kiểm tra xem học thuộc đến đâu. Thằng Lâm trông thế mà thông minh, học thuộc nhanh lắm. Phần thi tài năng mới gọi là đau đầu. Mình thì biết hát, biết múa, còn thằng Lâm biết chơi game, biết cà khịa, biết lười học. Hai đứa xông ca nghe như đấm vào tai, nhảy khiêu vũ thì dẫm vào chân nhau, múa thì mấy động tác bê đỡ. Nó toàn làm mình ngã, nhiều lúc nghĩ bất lực, dẹp cho nhanh chứ thi thố cái gì. Đúng Lâm Ly thì bi đát, các cụ nói cấm có sai. Mãi sau thằng Lâm mới nhớ, ngày trước nó có biết vẽ, thế là có tiết mục mình múa còn thằng Lâm vẽ. Mỗi đứa một phần, ai có người nấy tự lập. Lâm cho mình xem tranh nó vẽ trông không nghệ lắm, nhưng mà thôi cũng tạm. Cuối cùng ngày thi chung kết đã đến, vòng khớp bộ ăn ý có mấy chỗ thằng Lâm quên bài, nên bọn mình chỉ xếp thứ tư trên 10. Sang phần tài năng, bọn mình diễn cuối, Đứng xem các tiết mục khác đều đỉnh, kết hợp ăn ý mà mình chẳng còn thấy hy vọng nào. Ai dễ bất ngờ nằm ở khúc cuối, lúc Lâm tung bột lên để bức tranh hiện ra, tất cả mọi người đều vỗ tay, ngay cả mình cũng ngạc nhiên. Lâm vẽ mình trong bộ đồng phục, đang cầm cuốn sách đứng bên khung cửa sổ. Kết quả sau hai phần thi, bọn mình và một cấp bộ khác đồng xếp thứ nhất. Do đó, ban tổ chức tổ chức thêm một phần thi phụ đề hai cấp bộ chia sẻ về quá trình yêu nhau và một vài kỷ niệm đáng nhớ. Đôi kia chia sẻ trước, trong lúc đó mình rối lắm luôn vì chưa kịp chuẩn bị trước những điều này. Đến lượt, Lâm giành miết nói trước toàn trường. Thật ra tụi em không hề yêu nhau, tụi em chỉ cùng hợp tác để tham gia cuộc thi. Mọi người bên dưới đều bất ngờ, mình tự nhủ nó điên rồi, biết bao nhiêu cố gắng, giờ lại khai toẹt ra hết kiểu này thì còn cái nịt, nhưng mà Lâm tiếp tục. Em đã thích bạn Ly từ năm lớp 10, nhưng không dám đến gần bạn ấy. May mắn là nhờ cuộc thi này, em mới có cơ hội nói chuyện với bạn nhiều hơn, dù kết quả có ra sao, thì đây sẽ là một kỷ niệm đẹp nhất thời cấp 3 của em. Rồi hắn còn quay sang mình dõng dạc nói, Ly, tớ thích cậu. Bên dưới tất cả mọi người đều reo hò, rồi đứng lên vỗ tay. Kết quả hôm đó, bọn mình giành giải nhất. Lúc trao giải, mình bảo nó, ngày thường học thì ngơ, mà nay nhảy số nhanh thế. Nó có vẻ giỏi, người ta nói thật chứ có đùa đâu. Trao giải xong xuôi bên dưới cứ hò hét, hôn đi, hôn đi. Ai mà ngờ, Lâm quay sang thơm má mình một cái. Eo ơi cảm giác nó lạ lắm Cứ như bị điện giật á Kiểu xốn sang trong lòng Tự nhiên mất cái thơm đầu Lại còn bị cả trường nhìn thấy Ngại vãi Sao hôm đó mình thấy Lâm không hề đáng ghét như trước Trông cứ nhây nhây thế thôi Chứ mà đáng yêu phết Với hắn ta giờ hay lắp cớ Lấy cớ tiếp cận mình lắm Làm mình phải tin những gì Lâm nói ngày hôm đó là thật Từ đó Lâm cũng chăm học hơn hẳn Bọn mình hay trao đổi bài Ôm thi chung nữa Ai ngờ hoa khôi với thánh nhây của lớp giả vờ Làm khớp bồ đi thi Lại giật ngay giải nhất vừa được tiền vừa được tiếng, đã thế còn sắp được thêm cả người yêu. Lam ơi, nếu mà cậu nghe được bài viết này á, thì tới chúc cậu kỳ thi sắp tới đạt được kết quả thật tốt nha. Còn nhiều điều chúng mình hứa hẹn lên đại học thực hiện cùng nhau lắm đấy. Ở đây có người yêu của chị nào mắc chứng ham mê của lạ không? Chứ em là em cây thằng người yêu của em lắm rồi Xin chào mọi người em là Linh 23 tuổi đang làm kế toán Em có người yêu tên Đạt hơn em 2 tuổi ổng thì làm bên sale Tụi em yêu nhau gần 2 năm rồi Người yêu của em cũng tốt tính lắm, ổng ga lăng chu đáo, lúc giận còn biết làm trò trêu cho em vui. Ngày lễ luôn chuẩn bị mấy buổi hẹn hò lãng mạn. Em đưa ổng về nhà chơi vài lần rồi, ổng dẻo miệng nên rất được lòng gia đình em. Hai bên phụ huynh có vẻ ưng và ủng hộ tụi em cưới sớm. Khổ nỗi ông khá đẹp trai nên là đào hoa lắm, vệ tinh xung quanh không thiếu nên em giữ của cũng mệt phải ra. Mấy bà hay bảo có bạn trai red flag khổ, chứ tôi thấy có bạn trai kiểu green flag cũng khổ vãi ra. Gặp ai ông cũng bật đèn xanh ý. Xong có đợt em phát hiện ông Đạt cặp kè với một con bé nào đó, suốt ngày nhắn tin hú hí bên phở bò. Mà trước giờ ông Đạt có thích chơi phở bò éo đâu. Công việc hay nhắn tin gì, ổng đều dùng Zalo á, tự nhiên dở chứng dạo này, lướt phở bò rồi cười tủm tỉm một mình. Nên em nghi, hôm hai đứa đi ăn liên hoan với hội bạn, thấy ổng say, nên em gạ hỏi pass phở bò để vào kiểm tra, Rõ rành rành ổng chát chít gạ gẫm với một con bé trông ngon nghẻ lắm. À, con bé đó úp toàn ảnh hở trên hở dưới sexy vậy. Mà úp mỏi body chứ chả thấy mặt mũi éo đâu. Làm em không bắt gian gì được. Hai đứa chúng mới quen nhau hơn một tuần nay. Thế mà con kia đã gửi ảnh nút cho người yêu em rồi. Áo thì hai dây quần thì thiếu vải. Lão Đạt còn thả tim ảnh rồi khen nó ngon. Mẹ độc sôi cả máu. Sáng ra ông tỉnh rượu em cũng tra hỏi cho ra lẽ. Thì ông chối đây đẩy à. Bảo anh có nhắn với ai đâu. Chắc là bị hắc ạt đấy hôm trước anh lỡ ấn vào cái link gì đó bla bla, xong từ bữa đó đến nay anh không vào được ạt rồi. anh không phải là người bậy bạ thế đâu em biết mà. vâng, cái mồm thằng người yêu cũ em oan oan làm em cãi không lại luôn mà. lát sau chết ạt thì em thấy người yêu cũ của em bị khóa, xong đó, ổng vên mặt lên bảo em đấy em tin anh chưa? nó khóa cả ạt anh rồi đây này, đến anh độ còn bị hát nói gì là người tầm thường như anh, biết cãi không lại nên em thôi cảnh cáo là đừng để em bắt gặp. Nhưng mà chứng nào thật nấy, thằng bồ em lại tạo cái ạc à clone đi gã gái bên ngoài. Mày qua mắt bà thấy đéo nào được. Chả là từ lúc người yêu em bị bảo là bị hắc ạc. Là ok, em quyết định, hắc ạc nó thật luôn. Em nhờ ông anh chơi chung trong hội bạn cài giúp cái phần mềm đọc tin nhắn trong máy ông Đạt. Thế là ông nhắn gì với ai em cũng rõ mồn một. Chuyến này em quyết định cho ổng một bài học, Em cũng lập lên rồi chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm mỏng, thêm vài cái hình mát mẻ trên trang cá nhân là ổng dính câu ngay. Ban đầu thấy em ở gần, ổng còn đòi hẹn gặp cơ. Nhưng em từ chối, chưa gì phải vội, cứ vờ ngỗng tầm nửa tháng thì em chủ động gạ ổng đi khách sạn. Thằng người yêu em được cái hám gái, không tả được, nó đồng ý ngay, nhưng mà đời éo như mơ đâu cưng. Hôm đó em nhờ thằng em họ giả gái đến khách sạn chờ sẵn, mà thề là thằng em họ em giả gái đúng đỉnh luôn, độn trên độn dưới quyến rũ lắm mỗi tội nó có cây cà lem lại hơi đô con thôi em trả nó hai củ nhờ nó giúp đỡ chỉnh thằng người yêu hẳm loằng này đến lúc đó mày mạnh tay lên cho chị mày hấp diêm mông đạt cũng được miễn là làm ổng đau khổ sau này ổng dám lan chạ nữa thì chị khao mày một chầu hậu hĩnh luôn thế là em chỉ việc núp trong toilet rồi ngồi xem kịch thôi Đúng giờ thằng người yêu của em tới thật, mặc đồ bánh bao lắm. Thằng em họ em đưa đẩy một hồi thì ông Đạt bắt đầu tái máy tay chân, ôm meo sợ mông các kiểu. Thằng em em cố tình để ông sợ trúng con họa mi của nó. Giời ơi ông Đạt phát hoảng nhảy xuống giường quát lên. Ô, gì đấy? Cô là đàn ông à? Lúc này thằng em em hạ giọng bảo. Sao? Anh nói em là gì thì anh cũng yêu mà. Không sao đâu, cuối năm em qua thái phẫu thuật rồi. Giờ mình tiếp tục việc đang gian dở đi anh. Vừa nói nó vừa vô ông Đạt ngã lên giường Rồi đè hẳn lên người ổng Nói đô con lại tập võ nữa Nên ông Đạt bị đè kêu la oai oái cứu mạng Má em buồn cười vãi cả hồn Lúc này em giả vờ ập vào Bắc Giang Đẩy thằng em xuống xong tiện tay vãi cho ông Đạt mấy cái xong bảo Đồ tồi, anh dám ngoại tình hả Con này là con nào mà anh dám dắt nó vào khách sạn Ông Đạt bị tát mà chẳng cấu tí nào luôn Ông vùng dậy ôm lấy tay em giải thích không có đâu, anh không có dắt con nào hết Thằng này là đàn ông, nó lừa anh Nó định hấp anh nữa, cứu anh đi Linh Mặt ông trắng bệt luôn á mọi người Cứ tưởng là mất đời trai rồi Em giả vờ quát túm tóc thằng em em Mấy cái rồi tha cho đi Sau hôm đó về Ông bị ám ảnh cả tuần Xong cũng chẳng dám lên phở bò gã gái nữa Tự nhiên ngoan ngoãn hẳn ra Rồi năn nỉ em tính chuyện cưới xin Giờ ông bảo cho vàng ông cũng chẳng dám lên phở bò thi gái nữa Tí thì anh bị thằng kia thông nát hoa cúc rồi Anh chừa rồi thật sự là tôi đang rất phân vân và khó nghĩ giữa tình yêu và tiền bạc tôi và anh quen nhau khi gia đình anh đã phá sản tôi quen anh tiến khi được anh giúp đỡ ở trên đường nhìn khuôn mặt sáng sủa như lãng tử của anh tôi không kìm lòng được mà xin thông tin liên lạc lúc đầu anh còn ngại ngùng nhưng thấy tôi mặc dày nài nỉ quá nên anh cũng đưa cho thời gian đấy tôi và anh nói chuyện với nhau rất nhiều biết anh làm mấy công việc cùng một lúc tôi nghe mà thương những lúc không thấy anh trả lời tôi đều rất kiên nhẫn chờ bởi vì tôi biết anh không có nhiều thời gian rảnh thân dần thì tôi mới mạnh dạn chủ động rủ anh đi ăn hẹn nghe mối quán vỉa hè vừa để anh không áp lực tôi cũng thoải mái nói chuyện lâu tôi mới được anh giải bài hoàn cảnh tôi biết được gia đình anh trước đó rất khá giả nhưng một thời gian sau tai họa ập đến gia đình anh vỡ nợ cả gia đình chật vật trả nợ mất nhà mất đất may mắn có khu nhà cũ được mọi người cho ở bố vì hoàn cảnh khó khăn đấy nên lâm bệnh mà mất mẹ cũng vì chồng ra đi đột ngột nên cũng ốm yếu dần anh là con trai trong nhà nên còng lưng đi làm nuôi mẹ già, kèm theo trả nợ chồng chất. Anh em họ hàng thì họ phủi hết trách nhiệm, quay lưng coi như không quen biết vì sợ nhà anh nợ tiền rồi nhờ vả. Nhìn khuôn mặt đượm buồn, giọng nói bắt đầu nghẹn dần của anh khiến lòng tôi trùng xuống, không biết tại sao, nhưng cứ nhìn thấy anh là mình đau lòng biết bao nhiêu, tôi cũng quyết tâm trong lòng là người cùng anh vượt qua thời điểm khó khăn này. Chắc vì có lòng thương người từ nhỏ, thích bù đắp những tổn thương cho người khác, nên khi nghe hoàn cảnh của anh, tôi lại quyết tâm với ý định của bản thân hơn. Anh lúc đầu còn từ chối tôi vì sợ tôi khổ cùng, nhưng tình yêu đã đánh thắng tất cả. Anh cũng trưng trưng nắm tay tôi hứa, anh hứa anh sẽ cố gắng kiếm tiền để em có cuộc sống đầy đủ. Em chờ anh nha, không biết tôi lấy tự tin đâu ra, nhưng mà tôi tin anh tương lai sẽ thành một chàng trai tài giỏi, Đúng thật là tôi đến với anh đơn thuần chỉ vì tình yêu thôi. Và tôi cũng nghĩ ngây thơ là tình yêu có thể đánh thắng tất cả. Và anh thật sự rất yêu và chiều chuộng tôi. Không biết bữa ăn có đầy đủ hay không. Nhưng bữa ăn của tôi thì anh mua không thiếu bữa nào. Những lần thấy trên gì món mới, món ngon, anh đều sung phong đi mua dù tôi không có đòi hỏi gì. Trong người anh, dù có 200, anh cũng dành hết số tiền ấy để mua thứ gì đó cho tôi. Thật sự một chàng trai tốt như này thật sự rất hiếm có nhưng quãng thời gian vui vẻ cũng không thể đánh thắng được vật chất bố mẹ tôi khi biết tôi có người yêu thì tìm hiểu hoàn cảnh của anh tất nhiên bố mẹ nào cũng không đồng ý việc tôi chịu khổ cùng với một người đàn ông bố mẹ còn khuyên tôi chia tay càng sớm càng tốt vì dù gì cả hai cũng không có tương lai tôi lúc đầu còn từ chối nhưng những câu nói của bố mẹ cứ vang vãn trong đầu rồi nhìn xung quanh bạn bè ai nấy cũng được bạn trai mua quà này kia chứng kiến trời mưa được bạn trai đến đón mà trong lòng tôi có chút chạnh lòng ghen tị Nghĩ lại lời bố mẹ tôi lại thấy có lý Yêu đương là một chuyện Nhưng cưới xin thì tôi thật sự không có tự tin để nắm tay anh Hiện tại anh còn đang phải gánh nợ Nuôi mẹ thì làm sao mà cưới tôi được Bạn trai tôi tốt thật Nhưng để bảo lâu dài cưới xin Thì tôi thật sự rất vân vân Mất anh tôi cũng tiếc Nhưng cưới anh tôi lại không thể Để lâu dài cũng không tốt cho cả hai Tôi phải làm sao bây giờ Cây cú, đau đớn, tuyệt vọng Là những từ để miêu tả em lúc này nha mọi người Chả biết năm nay là năm tâm tai thái tuế của em há gì mà số em đen vải trưởng luôn. Chuyện là em tên Nhung, 24 tuổi, đang làm văn phòng. Hồi năm ngoái thì em có quen người yêu là một anh tên là Khánh, hơn em 4 tuổi. Ổng thì kinh doanh bên mảng nhà hàng khách sạn, tụi em quen nhau qua hội bạn thân, thấy ổng đúng gu quá đi cho nên em chủ động tán tỉnh. Mà ổng chảnh lắm cơ, mấy lần từ chối em chứ đùa, mà đương cái mặt em nó dậy, tán tròn 4 tháng, ổng đổ cái rượt. Cứ tưởng là chinh phục được nam thần rồi ha, yêu đương vào ông sẽ biết chiều chuộng mình, không, không hề. Ông cứ trơ trơ như khúc gỗ. Em giỏi cũng dỗ, còn mắng em trẻ trâu nữa chứ. Quà cáp thì đầy đủ đấy. Nhưng mà hết cha lãng mạn vậy trơ. Toàn gặp mặt xong, đưa em tiền, bảo em tự đi mua đi chứ anh bận lắm. Trời má thề chứ, yêu đương với ổng này nhạt mẹ nó ra. Xong giữa tháng 7 năm ngoái, tụi em chia tay sau nửa năm yêu nhau. Mẹ, chia tay ngày đúng cái tháng cô hồn cho nên em bị ám hay gì mọi người. Chia tay tầm 3 tháng buồn quá, em cũng chỉ lao đầu vào công việc cho mau quên. Mà được cái là ở công ty á, em thân với sếp. Sếp em tên là Duy, 26 tuổi, ổng đẹp trai, phong độ lắm nha. Đặc điểm rất thích hóng drama và cái mỏ hổn y, y như em. Cho nên em với sếp cùng tần số lắm luôn. Mỗi ngày lên hóng hết với sếp cũng vui. Có khi sếp cũng quan tâm hỏi anh em về chuyện tình cảm thế là em kể toạt mẹ nó hết chuyện em với người yêu cũ cho ông nghe mà toàn nói xấu không mà nghĩ là người yêu cũ của em cũng chả có gì tốt ngoài cái mã đẹp trai cho nên em cứ phốt liên hoàn đi cho vui sếp thì vừa cắn hạt dưa vừa nghe là ăn cái em thấy sếp hình như thích nghe chuyện về người yêu cũ em lắm nha rảnh rỗi là kêu chứ nhung nhung nay có gì về người yêu cũ nữa không kể anh nghe coi đó, mọi người thấy có lạ không? Mấy anh chị chung phòng thì đoán già đoán non là chắc sếp em thích em rồi mới để ý chuyện tình cảm của em dữ vậy đó. Em nghe thì cũng thích thích, định tháng sếp đồ đó. Thì lại chúa, tuần trước sếp mời cưới cả công ty, hụt khẩn vải trưởng. Mà thân làm nhân viên sếp cưới thì phải đi thôi. Em cũng diện váy, bỏ phong bì một củ mừng cưới sếp đến nơi nhìn ảnh cưới mới thiệt là ôi rồi sếp chê hệ đấu kiếm mọi người sếp em lấy chồng mà chồng sếp lại là khánh người yêu cũ của em ấy má thôi toan mẹ rồi má ơi hết cứu rồi chả dạ, chết ông hay đòi mình kể gì người yêu cũ hăng hái lắng nghe lắm cơ chuyện này nói xấu chồng sếp nhiều vậy là ông ghim em thấy mẹ rồi rồi suốt cả buổi tiệc em sượng trân luôn má vậy mà sếp éo buông tha còn mời em lên sân khấu phát biểu bảo là Nhung nói đôi lời chúc mừng anh đi Này anh đợi mỗi lời chúc mừng của em thôi đó Trời ơi, biết xếp nhắm vô mình rồi Nên em cũng đành nói về câu Chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc Tiện thể hát bài đám cưới chiêu chiêu Mặc dù trong lòng em khóc mẹ nó rồi Cả buổi tiệc xếp với chồng xếp Người dí rửa bạn em Tức ghê á Xếp nắm tay tựa vai chồng xếp Hai người tình tứ đút đồ ăn cho nhau Rồi khỉa em kiểu Chồng ơi, chồng chú đáo quá, trả bù cho người yêu cũ của Nhung. Nhung nói người yêu cũ Nhung vừa tệ vừa vô tâm, tội Nhung quá à. Thôi anh chúc em sớm tìm được người yêu tốt như anh Khánh, chồng anh nha Nhung. Mô Phật à Sao sếp nở buông lời cái đắng vậy trời ơi Em chỉ biết ngậm ngùi cảm ơn sếp Mà đau đớn quá à Đến lúc em ngà ngà say Định ra ngoài đi toilet Thì lại loạn choạng va vào, vào một anh đẹp trai lồng lộn luôn má May mắn anh nhanh tay đỡ em Còn cười một nụ cười tỏa nắng nữa chứ Lúc này đầu em chạy kịch bản đi ăn cưới người yêu cũ Với được người yêu mới đẹp trai đồ đó Tao nó đang mơ mơ mộng mộng Ông anh đang đỡ em cất giọng lên Nó không phải khen chứ nó bóng lộ giả mang máng vậy nè Ủa chị, chị có sao không? Trời ơi, cái túi chị đeo mua đâu đẹp gì? Em tìm mua mà không có được á chị. Chị bá xài cho em được không? Em trả gấp đôi luôn á, hứa luôn. Rồi, xong cái gì vậy má? Anh ơi, anh nhìn men vậy mà sao hãy điều hành anh bột tôm vậy trời? Rồi mấy má, chưa hết bàn hoàng á. Một anh trong toilet đi ra, ôm eo cái ông đang nói chuyện với em. Giọng trầm trầm men lì, nhưng đầy sự cưng chịu bảo chứ cục cưng em làm gì vậy định mua túi sách hả thôi đợi cuối tuần anh đi công tác rồi anh mua cho đổ nước ngoài xịn hơn á cục cưng Vâng, 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 vâng Em xịt xèo Đứng nhìn hai ổng tình tứ thôi Chứ dần sao Một ông cưng chịu một ông nũng nịu Má thế quái nào em lại quên Đây là khách của sếp Mà sếp em công mẹ nó rồi Thì chắc gì mấy anh ở đây thẳng đâu má Không thật sự Quý vị ơi Giờ trai đẹp cũng toàn yêu nhau như vậy Thì em sống làm sao giờ quý vị Không lẽ em đổi gu yêu mẹ Một chị đẹp phú bà nào đó Để chữa lành tâm hồn em Tính ra mình cũng xin Mà sao thi anh nào Anh ấy chỗ bóng hết trơn vậy trời rồi ở đây không biết có ai ba chục tuổi rồi vẫn bị thằng cháu ớt ơ học lớp 6 nó lừa không mọi người kể ra thì hơi quê nha nhưng mà em bị chính thằng cháu của mình đưa vào chồng lúc nào không hay luôn em là thành năm nay cũng ba chục nồi bánh chân rồi không phải sĩ chứ tính ra em cũng được xem là có ngoại hình ưa nhìn trời công ăn việc làm ổn định gia cảnh nhà cũng tốt mà ngặt nổi cái tình duyên của em lận đận lắm cơ em thuộc cung khí cho nên rất là yêu cái đẹp cũng hay trau chuốt cho bản thân cho nên em bị đồn người à, là người trong làng <laughs> trong làng là gì chắc là À, mọi người ai là nhân viên công ty Ninh Dương Story chắc biết mà đúng không Em mặc dù là trai thẳng Nhưng mà mê cặp đó cực kỳ luôn Họ yêu nhau bình dị mà không quá phô trương Rồi rồi quay lại câu chuyện của em cái Hôm ấy thằng cháu em nó dẫn đi ăn sáng tuốt ở dưới huyện kia chứ Chứ không phải gần nhà Trên đường thì hai chú cháu có đi ngang qua một vườn mít Mà tao nói cái vườn đó nhìn là chỉ muốn một từ thôi Mê Trời ơi điên khúc xa rồi mà vẫn còn nghe cái mùi thơm Tới quán em mới nói vù vờ với thằng cháu chứ ê mít vườn nhà ai mà nhìn ngon quá hùng ha ê chú cũng đang muốn ăn mít đó. lát chỉ đường chú sang chợ mua ít gì ăn luôn nha con thằng bé cười cười quay sang bảo với em chứ à vườn mít đó hả chú nó là vườn kiểu không có ai coi đó kiểu ai muốn vào lấy ăn thì ăn à chú ơi lát mình ăn xong quay lại bẻ mấy trái về ha em bán tính bán nghi ủa sao có cái vườn mít ngon mà ở đây không ai hái là làm sao hay là thằng bé nó lừa mình em mới hỏi nữa chứ ê thiệt không sao chú thấy mít cũng chín nhiều mà chả ai hái là làm sao lừa chú phải không nhau Nè nè, nói sao là chú cho đây rửa bát gánh nợ trả tiền ăn á, dưới đi bộ về giờ nha. Thằng bé nhìn em với một ánh mắt kiên quyết trả lời giống dạ. Ơ kìa, sao chú lại không tin con, con có bao giờ nói dối chú đâu. Hổm gì hai kế bên nhà con á, cũng bẻ ăn trái về nhà cho ăn này chú. Chú tin con lì, có gì con chịu cho. Thấy ánh mắt thằng bé cũng chân thật, cho nên cũng tin, chứ thấy ngày thường nó nhà cũng ngoan mà ăn xong em với nó hớn hở quay lại bẻ mấy trái về nhà tới nơi ta nói chứ trời ơi cái vườn mít nó ê hề ê hề trái luôn em cứ bẻ một trái rồi hai trái rồi đến trái thứ năm nha em mới bẻ đừng xíu à có một bác cũng bằng tuổi ba em tới gõ đầu em cái rõ đau cái cớp luôn em chưa kịp định hình bác nói với một giọng điệu trì mến rồi cười cười chứ nè cháu là con gái nhà ai vô đây tự tiện bẻ mít vậy hả lúc này tự nhiên bị lót chậm ở mọi người kiểu ủa 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 gì vậy Em còn chưa ứng biến được mình bị thằng cháu nó lừa cho nên cứ thành thật mà trả lời. Dạ, con tên Thành, con của ông Năm huyện trên, nhà con là nhà máy xây lúa Năm Nguyên, mà sao bắt đánh cháu vậy? Mít này cháu con bảo là cứ vào bẻ gì ăn do không phải vườn nhà của ai trơn á. Bác nghe xong cười to rồi đáp. <laughs> dạ, cái đầu rồi, bị thằng nhỏ nó lừa sao vậy con? Ai nói vườn này không của ai? Vườn này của ông Tư Lành là bác đây nè con. Con của ông Năm Nguyên hả? Vậy bác lấy rẻ thôi, 50 ngàn trái, 5 trái 200 rưỡi con. Tiền trao cháu mốt, con bẻ mít rồi, đưa tiền cho bác liền nha. Tiền mặt hay chuyển khoản, tùy con. Rồi, tới đây là tá hỏa, thì đang bị thằng cháu mình nó lừa. Quay sang kiếm nó thì nó chạy tuốt ra ngoài cái xe mà đứng rồi. Má tức thiệt đó chứ. Và cái đầu vẫn bị thằng nhóc con nó lừa. Chuyến này em quyết định là cho cái mông của nó nở đầy hoa thiệt nha. Mà điều cái tên tư lành này nghe quen quá à ta. Nghĩ đi nghĩ lại, bỏ một giọng nói quen thuộc vang lên Ủa ba ơi, ba bắt được tên trộm đó chưa ba? Ai mà to gan ban ngày ban mặt bẻ mít trước camera nhà mình vậy ba? Từ từ, một người con gái xuất hiện và đó là Hồng, rớt của em mọi người ơi. Trời ơi, sao mà xú vậy trời? Đã bị bắt quả tang ăn trộm ngay trước camera nhà người ta mà còn lại là nhà rớt Chuyến này coi như bỏ rồi. Hồng nhìn em xong cũng bất ngờ, thấy vậy em vội giải thích. Chào Hồng, không như em nghĩ đâu, anh bị thằng cháu nó lừa là vườn mít không có ai cho nên mới bẻ, chứ em cũng biết tính anh đó giờ thiệt thà, không có chuyện trộm cắp đâu, em tin anh nha Chưa đợi Hồng trả lời, ba em bàn đáp Ủa, hai đứa quen nhau hả? Ừ, hình như nghe bảo cậu cũng chưa có bồ mà ha Vừa hay con gái nhà tôi năm nay có 28 Mà chả chịu có bồ Hơn vậy đi Ngoài hai trăm rưỡi ngàn tiền mít này ra Hai đứa quen nhau đi còn Trước lạ sao quen Biết đâu ta vui vui ta giảm giá còn trăm gửi cho Mình không tin những gì mình nghe luôn mọi người Ủa là bác đang gả bán con gái bác cho mình hả ta Em thấy Hồng cũng bẻn lẻn không từ chối gì hết trơn Cho nên em vui quá đi Chuyện tốt đang tới mà em phải nắm bắt liền tay Thế là em bảo luôn dạ con đồng ý hồng ơi mình quen nhau nha ngoài mong đợi trời ơi, em đồng ý mình liền mọi người kiểu em vui quá cho nên chả suy nghĩ được gì hết trơn á mọi người cũng không phát hiện ra vấn đề nằm đâu luôn mãi sau này vô tình em mới biết là em đã bị dụ đến tận hai lần cơ chả có hái trộm mít gì cả mà đó là ba mẹ em thấy em ế lâu quá mà vừa hay con gái bạn của ba em cũng đang chưa có người yêu cho nên hai bên gia đình lên kế hoạch cho hai đứa gặp và xem thử được cái thì ghép đó mà ai đâu vậy hai đứa có quen nhau em còn crush người ta nữa chứ thì ra đến cuối cùng em vẫn bị lừa mà đựng cái giờ em đã có người yêu. Trời quá đã luôn. Tự nhiên thấy bị lừa em cũng thấy đáng đó mọi người.